Nếu từng mua thì nhận cũng không có quá nhiều khó khăn về giao thông. Gà lại có hai cái này cho anh em trưng bày nhá, chứ còn không nghe tiếng thì cái loại này đâu các bác nhá, bởi vì nó không phải là FM 108. Ở Hà Nội đây cửa hàng đang bắt tần số là 90 thôi, nói luôn anh em là không nghe tiếng gì đâu nhá, nó chỉ bắt được 1-2 kênh thôi, các bác nghe là dạng nghe cho nó có thôi. Đây là đang bắt tần số 90 nhá, bởi vì nó là điện 100 ấy nên là tần số nó bắt ở Việt Nam là rất ít. Cái thớt này đẹp thật các bạn, cái thớt con i5 này nó làm cái nền đèn nổi thật. Bán cho anh em 800 một thớt, cả ship luôn cho anh em dễ mua nhá. Đấy. Hai con này thì đẹp như mới luôn. Hai con này đều đẹp như mới luôn các bạn nhá. Nó mang giá trị là anh em bày lên cho đẹp thôi. Còn các bác mà muốn nghe đài nhiều kênh thì các bác phải mua cái thớt là điện có FM 108, là cái loại đấy thường là nó điện 220, còn cái này điện 100 thì nó theo cái bộ âm ly Nhật nó chỉ bắt tần số 90 thôi. Ngày xưa thì nó có 89, như đợt này không thấy phát đài 89 nữa. Còn dưới là bấm nút tăng giảm tần số điện tử, còn con trên là cơ. Anh em bày vào cho nó đẹp cái âm ly nhà các bác thôi. Đằng sau đằng trước đẹp như mới luôn nha. Đó là một thớt màu trắng và một thớt màu đen, anh em cứ nhớ như vậy, 800 cả ship cho nhé.